Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình nha các bạn. Hôm nay mình đi chợ mình mua được miếng mít ngon quá các bạn ạ. Mình cho hai bé ăn đấy các bạn. Xin mời các bạn cùng mình thưởng thức nhé. Nhá, bắt ra nhá. Đây. Cắn cầm đấy, cắn cầm đấy. Bo nè. Đây, bo đây, của bo đây. Ngon quá các bạn ạ. Này đây, của bo đây, của bo đây. Nè. Nhìn bo không biết ăn rồi. Bo không biết ăn à con. Ngon quá các bạn. Miết này miết trái mùa các bạn. Ngon lắm. Để bo không biết ai nào. Hướng các con. Đấy nhá, hướng các bạn ra nhá. Ngon lắm các bạn ạ. Không biết là ở bên nước ngoài có mít đâu nhỉ. Ở Việt Nam thì đây là mít trái mùa các bạn ạ, đã có hết mùa rồi. Quá ngon luôn đó. Đây mình ứng thăm mới nhá. Ngon nha. Bo thì gì cũng phải nhá các bạn ạ. Bo còn bé. Ngon không tóc tóc rồi đó. Bẩn thỉu quá bò ạ. Đây không cần đấy. Để cho con nhé. Ngon quá. Wow, mình to quá các bạn. Bo ăn được mà con. Ăn nhỉ. Ăn mất tiếng. Bo không tự ăn lấy được các bạn. Đây con ăn nhé. Con ăn đi nhé. Bo ngon ăn đi. Mun nhá. Ngoan ngoan nhỉ. Đây đây con. Này dịch đây mà con. Đây mẹ móc hột chứ. Ngon nhỉ. Hai đứa ăn ngon nhỉ. Đây đây đây. Con ngồi ngồi lại đây chứ con. Wow, ngon quá các bạn. Bo ơi. Đây con. Đây. Ngon lắm các bạn. Quay quay ra trước quay. Đây mình đã nhúng nhúng.
hành ăn nhé. Sợ mùn chưa bắt tay nọ bắt tay kia, chỉ sợ người ta ăn hết mất ấy. Mùn con nít ăn xấu quá. Ngon nha. Nhanh con. Để khách con nhé. Từ từ đã, để bấy hút đã con. Nè, con ăn hết mũi đến đi, cái mũi nặng sợ mũi kia hết. Con ăn hết đứng chỗ này đi, con cứ ăn ăn lung tung đấy môn. Đắt lắm đấy nha con. Con vứt cái hoài thế. Mít mít này đắt lắm ấy. Mẹ nghiến răng mẹ mua cho các con ăn đấy. Này đây. Này bông. Bông ăn nữa hả con? Ừ.